Dạ, em xin kính chào quý chủ tọa đoàn, quý thầy cô cùng với lại quý anh chị đồng nghiệp. Thì em xin trình bày cái bài báo cáo của em. Dạ, thì báo cáo của em là về cái vấn đề ngưng tim tại khoa cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, phần của em gồm có 4 phần. Thứ nhất là phần mở đầu, thứ hai là phương pháp nghiên cứu, thứ ba là kết quả bàn luận và cuối cùng là cái kết luận và những hạn chế của nghiên cứu. Mở đầu thì cái ngưng tuần hoàn thì chiếm cái tỷ lệ mà tử vong rất là cao và biến chứng hàng đầu tại khoa cấp cứu. Thì tỷ lệ mà có tuần hoàn tự nhiên cũng như là sống sót thì có sự khác biệt rất là lớn với các khu vực, các bệnh viện, thì nó thay đổi rất là nhiều vào cái, nó lại thuộc vào cái tỷ lệ mà đặc điểm bệnh nhân, quá trình hồi sức sau khi có tuần hoàn tự nhiên, nguyên nhân và cái việc can thiệp sớm nguyên nhân hay không, nguồn lực bệnh viện và những cái hệ thống mà can thiệp cấp cứu ban đầu. Thì ngưng tim tại khoa cấp cứu thì nó sẽ có hai tình huống chính, thứ nhất là ngưng tim ngoại viện và thứ hai là nội viện. Cấp cứu thì đóng vai trò chủ yếu là trong cái ngưng tim ngoại viện, còn ngưng tim nội viện tại khoa cấp cứu thì phần lớn cũng chưa có được chú trọng nhiều. Một cái nghiên cứu tại Mỹ thì thực hiện năm 2010 tới năm 2018 thì người ta thấy là cái tỷ lệ mà ngưng tim tại khoa cấp cứu thì mắc khá là cao và cái tỷ lệ sống sót thì cũng rất là thấp. Ở Việt Nam thì phần lớn thì các nghiên cứu phần lớn là chú trọng về cái ngưng tim ngoại viện, còn nghiên cứu đơn thuần về ngưng tim nội viện tại cấp cứu thì cũng chưa có thực hiện nhiều. Thì cái mục tiêu nghiên cứu tụi em là đầu tiên, thứ nhất là mô tả đặc điểm lâm sàng, nguyên nhân và mối tương quan giữa các biến số với kết cục ở những bệnh nhân tuần hoàn tại cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu thứ hai là xác định tỷ lệ có tuần hoàn tự nhiên ở các ca hồi sức tim phổi ở tại khoa cấp cứu. Cái cuối cùng là đánh giá tương quan giữa các biến số với lại cái tỷ lệ có tuần hoàn tự nhiên và sống sót sau 24 tiếng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu thì cái nghiên cứu tụi em là nghiên cứu cắt ngang hồi cứu thì địa điểm và thời gian là tại khoa cứu Bệnh viện Đại học Y Dược từ tháng 12 năm 2021 tới tháng 12 2023. Kỹ thuật là chọn mẫu toàn bộ, lập hồ sơ bệnh án điện tử, dựa vào cái chẩn đoán mà ra khỏi khoa cấp cứu, nhập liệu bằng Excel và thống kê bằng phần mềm R phiên bản 4.3.2. Cái tiêu chí chọn mẫu thì thứ nhất là cái tiêu chí đầu vào là bệnh nhân phải từ 18 tuổi trở lên, chẩn đoán là cái ngưng tuần hoàn là có nội viện với ngoại viện. Tiêu chuẩn loại ra là thứ nhất là cái nguyên nhân ngưng tuần hoàn do chấn thương, thứ hai là ngưng tuần hoàn ở những bệnh viện tuyến trước, thứ ba là hồ sơ bệnh án không có đủ dữ liệu. Thì cái địa điểm nghiên cứu thì ở Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì bên em là nhận trung bình một năm là 52.000 ca, trung bình thì 144 ca ngày, thời gian nằm tại trung bình tại khoa là 7 tiếng. Hồ sơ thì phần lớn là trên bệnh án điện tử, là tất cả những cái dữ liệu của người bệnh là đều được scan trên cái hệ thống phần bệnh án điện tử hết. Thì định nghĩa biến số thì nó sẽ có ba cái, là đầu tiên là có tái lập tuần hoàn tự nhiên, là bệnh nhân phải có mạch, có sóng huyết áp RT-CO2 trên 40 và phải được duy trì trên 20 phút. Người chứng kiến tức là cái người thấy được hoặc nghe thấy khi mà bệnh nhân ngay tại thời điểm mà bệnh nhân mất ý thức, biết được cái thời điểm mà bệnh nhân có ngưng tuần hoàn, và cái nhóm một là có ngưng tim nội viện và nhóm hai là ngưng tim ngoại viện. Kết quả của nghiên cứu thì thứ nhất là về đặc điểm dân số nghiên cứu thì cái cỡ mẫu của tụi em là 128 ca, thì cái độ tuổi trung bình thì nó tầm khoảng là 65 66 tuổi, thì cái khác biệt giữa nam và nữ thì cũng tầm đó, thì cũng không có gì khác biệt nhiều, thì cũng tầm khoảng là cái mức là 66 tuổi. Cái tiền sử bệnh nền thì phần lớn là cái nguyên nhân mà tiền sử mà bệnh tim mạch là nó chiếm nhiều nhất trong đây, thì chiếm khoảng 64%, đặc biệt trong đó có tăng huyết áp thì chiếm là 60%. Các bệnh lý khác ví dụ là bệnh mạch vành thì là 23,4%, còn các bệnh lý khác thì cái tỷ lệ nó thấp hơn. Biểu hiện triệu chứng thì khó thở là chiếm cái tỷ lệ là cao nhất là 68,75%, còn những cái triệu chứng khác thì nó chiếm tới 70%, và đặc biệt là có khoảng 0,78% là tương ứng với 10 ca là có là bệnh nhân không hề có những cái triệu chứng gì báo trước, tức là cái triệu tức là bệnh nhân đột ngột bệnh nhân ngưng tuần hoàn mà không hề có một cái tiền triệu gì cả. Về nguyên nhân thì trong đó nguyên nhân tim mạch là chiếm cao nhất là 55,46%, còn những cái nhóm nguyên nhân khác thì có là giảm oxy máu với đó loại điện giải thì chiếm là thứ hai và thứ ba. Về cái tỷ lệ mà có tuần hoàn tự nhiên thì trong cái nhóm mà bệnh nhân được CPR tại khoa cấp cứu trong 128 ca thì cái tỷ lệ phần trăm có tuần hoàn tự nhiên là 55,7%. Đối với nhóm ngưng tim ngoại viện tức là 86 ca thì cái tỷ lệ có tuần hoàn tự nhiên là 56%, nội viện là 54,8%, thì cái tỷ lệ tụi em thì cũng gần gần tương đương với lại cái những cái nghiên cứu khác ở bên Thái Lan cũng như là bên Thổ Nhĩ Kỳ. Cái kết cục mà bệnh nhân ra khỏi khoa cấp cứu thì phần lớn thì cũng là tới 60% là bệnh nhân người ta xin về, tức là cái diễn biến bệnh sau đó thì nặng quá thì phần lớn là người ta thân nhân người ta xin về, còn lại thì nhập ICU thì chiếm 20%, còn các khoa lầu trại khác thì cái tỷ lệ thì nó thấp hơn.
Còn nhóm mà bệnh nhân được có ngưng tuần hoàn tại tại khoa cấp cứu thì phần lớn thì cái tuổi trung bình như hồi nãy em nói trình bày thì tầm khoảng 66. Cái nhóm mà phần lớn là bệnh nhân mà cao tuổi á, cái nhóm mà không có tuần hoàn tự nhiên nó chiếm tỷ lệ cao hơn, còn tới 66,7%. Còn cái nhóm mà có tuần hoàn tự nhiên thì cái tỷ lệ mà độ tuổi mà dưới 60 thì nó lại chiếm cao hơn là 78,9%. Với nam với nữ thì cũng không có khác biệt nhiều. Phần lớn thì ở hai nhóm có tuần hoàn tự nhiên và không có tuần hoàn tự nhiên thì cái tỷ lệ mà có cái nhịp sốc điện bắt đầu thì cũng khá là thấp, lần lượt là 22,8 với 8,5%. Ở đây thì tụi em có làm cái phân tích là hồi quy logistics đa biến. Ở đây tổng cộng là có 12 biến số tụi em đưa vô tụi em phân tích. Thì cái có hai cái biến số nổi bật là tuổi và cái thời gian hồi sức. Tại thì nó có cái mối tương quan thống kê với lại cái tỷ lệ co-rốc là cái thời gian hồi sức thì đặc biệt là có là cái OR hiệu chỉnh là tới 0,89, thì có ý nghĩa thống kê. Và tụi em có xây dựng một cái mô hình đó là cái phương trình ước đoán tỷ lệ sống sót sau tiêm 24 tiếng. Thì đây là một cái hồi quy logistics đa biến. Thì ở đây tụi em chọn hai biến số, thứ nhất là cái thời gian hồi sức và thời gian xảy ra. Thời gian hồi sức tức là cái thời gian tính từ khi mà người bệnh được CPR cho đến khi mà người bệnh có tuần hoàn tự nhiên trở lại. Còn thời gian xảy ra tức là mình tính được cái thời điểm mà người bệnh được được xác định là ngưng tim cho đến khi mà bắt đầu được CPR. Thì hay trong các sách vở thì người ta gọi là cái thời gian là no flow, tức là thời gian không có tuần hoàn. Còn thời gian hồi sức là bệnh nhân được CPR, tức là low flow. Thì ở đây thì cái phương trình này tụi em xây dựng được thì qua cái như cái hình mà quý anh chị có thể thấy là tụi em có xây dựng cái độ nhạy và độ đặc hiệu của cái mô hình ước đoán, mô hình tiên lượng. Thì người ta gọi là cái độ phân định của phương trình á, thì cái AUC là 0,846, tương đương với độ nhạy á, là 97,4 và độ đặc hiệu là 63,3, thì cũng tương đối là cũng khá là cao. Tiếp theo thì tụi em đánh giá cái độ chính xác của cái phương trình của cái mô hình này, tức có nghĩa là cái khác biệt giữa cái giá trị thực tế mà mình quan sát được so với lại cái mô hình lý thuyết, những cái giá trị ước đoán từ cái phương trình đó. Thì có cái calibration test tức là cái đồ thị ở phía bên tay phải màn hình của quý anh chị thấy, thì cái đường thẳng liên tục này nó là cái đường tham chiếu. Thì cái những cái giá trị ước đoán của mình thì nó sẽ nằm ở trong cái, nó sẽ là cái những cái đường đứt nét ở đây. Thì cái này thì cũng không gọi là hoàn toàn tốt lắm, nhưng mà thường thì về mặt thống kê tức là những cái đường mà đứt nét này mà nó trùng với lại cái đường tham chiếu, tức có nghĩa là cái sự khác biệt giữa hai cái giá trị ước đoán và lý thuyết thì nó sẽ không có khác biệt. Và tụi em có làm thêm một cái test đó là Hosmer-Lemasol, thì là nó đánh giá cũng tương tự như là calibration test, là cái P nó không có khác biệt có ý nghĩa thống kê, tức là cái khác biệt giữa cái giá trị thực tế và lý thuyết nó không có khác biệt có ý nghĩa thống kê, tức là cái mô hình này có thể là nó cái độ chính xác nó cũng tương đối là cao. Và có hai cái biến số hồi nãy em đã trình bày, đó là cái thời gian xảy ra tức là cái thời gian no flow và cái thời gian hồi sức. Thì cái này là tụi em dùng cái hàm ANOVA trong cái kiểm định để mà đánh giá là giữa hai cái biến này thì cái biến số nào là đóng vai trò là yếu tố tiên lượng với lại cái tỷ lệ sống sót 24 giờ. Thì với Ki bình phương của cái thời gian hồi sức là 15, nó cao hơn hẳn so với lại cái thời gian xảy ra là 4,6. Thì ở đây thì kết luận rằng là cái thời gian hồi sức nó là cái yếu tố quan trọng có tương quan mạnh với cái tỷ lệ sống sót là 24 tiếng. Thì tụi em có làm một cái phân tích thêm là ở riêng nhóm ngưng tim ngoại viện, thì phần lớn là ở nhóm ngoại viện thì cái nơi xảy ra sự cố đa phần là ở tại nhà, tức là nó chiếm cái tỷ lệ là 38%. Riêng cái nhóm trong cái nhóm ngoại viện á, thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân được CPR trước đó thì thường nó chiếm tỷ lệ cũng khá là thấp, là chỉ có 22% thôi. Người thân chứng kiến thì khoảng chiếm là 81,4%, nhưng mà cái này thì nó cũng không có ý nghĩa nhiều lắm, tại vì cái tỷ lệ được CPR từ cái vấn đề mà được chứng kiến hay không chứng kiến thì nó cũng không có nhiều. Phần lớn là bệnh nhân được vận chuyển tới bệnh viện là thông qua cái phương tiện cá nhân. Và tụi em có xây dựng một cái phương trình đó là ước đoán tỷ lệ có tuần hoàn tự nhiên dựa vào thời gian hồi sức, thì cũng là một cái hàm logistic đơn biến. Ở đây là cái P nó chính là cái xác suất mà có tuần hoàn tự nhiên. Thì ở đây thì cái AUC là 0,91, tương ứng với độ nhạy với độ đặc hiệu cao nhất. Thì tụi em chọn cái điểm cut off ra từ cái phương trình này là 32 phút, tức là cái xác suất mà có tuần hoàn tự nhiên thì nó sẽ cao nhất ở trong 32 phút đầu của cái việc mà mình can thiệp. Còn sau 32 phút thì đương nhiên là cái xác suất thì nó sẽ thấp hơn. Đánh giá độ chính xác thì cái này nó tốt hơn cái hồi nãy. Thì chúng ta thấy là cái
cái đường thẳng, cái mấy cái đường đứt nét cũng tương đối nó gần trùng với lại cái đường thẳng nối từ trái sang phải như thế này. Và cái test này chúng ta thấy là P nó cũng khá là cao, tức là không có sự sai biệt nhiều giữa những cái giá trị lý thuyết và cái giá trị mà mình quan sát được từ thực tế. Còn về cái vấn đề cận lâm sàng thì ở đây có cái biến số là BH với LADAS, thì nó là hai cái mà tụi em đọc trong những cái văn thì người ta cũng đề cập nhiều là có cái mối liên hệ giữa cái chỉ số BH và LADAS để mà chúng ta tiên lượng cái tỷ lệ có tuần hoàn tự nhiên ở người bệnh ngưng tim. Thì cái phương trình này thì nó là cái hồi quy logistic hai biến, nhưng mà chúng ta biết rằng là cái LADAS với cái BH là nó có mối tương tác với nhau, tức là cái LADAS cao thì BH theo đó nó sẽ giảm, cho nên là trong cái phương trình này nó có hiện tượng đa cộng tuyến giữa hai cái biến số là LADAS và BH, cho nên đây sẽ là một cái phương trình gọi là hồi quy logistic đa biến mà có tương tác giữa BH và LADAS. Tuy nhiên thì khi mà tụi em phân tích cái phương trình này thì cái OR hiệu chỉnh giữa LADAS và BH thì nó cũng không có ý nghĩa, là chúng ta thấy là cái OR hiệu chỉnh thì nó là zero, tức có nghĩa là cái này thì nếu mà nói thẳng ra thì nó cũng là một cái điểm vô lý, tại vì nếu mà như vậy thì chỉ là P mình nó bằng không rồi, tức là nó không có cái nó trái ngược so với thực tế. Nhưng mà nếu mà chúng ta gộp hai cái pH và LADAS nào, chúng ta phân tích được cái hệ số hồi quy là 1.25, là cái OR hiệu chỉnh là nó là 3.75, thì chúng ta thấy là nó có tương quan thống kê khá là rõ. Tại vì đây cũng là một cái giới hạn của nghiên cứu của tụi em, là tại vì cái nhóm ngoại viện á, thì chỉ có 86 ca thôi. Cái cơ mẫu thì nó cũng không có cao, cho nên là cái phương trình khi mà mình tính ra những cái hệ số này thì có thể nó không có được chính xác cho lắm. Còn đánh giá độ phân định mà tính chính xác thì đối với phương trình này thì nó không tốt như hai cái phương trình trước, là AUC nó khá là thấp, là chỉ có khoảng là 0.64 thôi. Và chúng ta thấy là cái đường thẳng nó lệch, cái đường mà biểu diễn những cái giá trị nó lệch hẳn ra khỏi cái đường tham chiếu, tức là cái độ chính xác nó cũng với lại cái độ phân định thì nó cũng không hề có. Thì như hồi nãy em đã trình bày thì cỡ mẫu nó thấp thì nó cũng là một cái yếu tố nó làm cho cái kết quả nó không có được chính xác, kết luận và hạn chế. Thì cái nghiên cứu tụi em 128 ca ngưng tuần hoàn tại khoa cấp cứu thì độ tuổi trung bình là 66.4, nam giới là chiếm 60.4% và số bệnh nền trung bình của mỗi bệnh nhân là 3. Thì thứ nhất là cái tỷ lệ mà có tuần hoàn tự nhiên là bệnh nhân được CPR tại cấp cứu thì 55.7%, trong đó là ngoại viện là chiếm 55.8%. Và tuổi và thời gian hồi sức thì có tương quan, có ý nghĩa với tỷ lệ có tuần hoàn tự nhiên. Và thời gian hồi sức là có ý nghĩa với lại cái có tương quan, có ý nghĩa với cái tỷ lệ sống sót sau 24 tiếng. Thì trong riêng cái nhóm ngưng tim ngoại viện thì thời gian hồi sức dưới 32 phút là cái tỷ lệ mà có tuần hoàn tự nhiên là cao nhất. Thì hạn chế thứ nhất là cái cỡ mẫu của tụi em thì như hồi nãy em đã nói là khá là nhỏ. Thì do là cái có mối tương quan như cái pH và LADAS với lại cái tỷ lệ có tuần hoàn tự nhiên, nhưng mà cái độ phân định và tính chính xác của phương trình thì nó cũng không có phù hợp với thực tế. Tại vì cái này thì đúng ra là cái cỡ mẫu phải là 160 ca thì nó mới hợp lý, nó mới có thể đúng được. Nhưng mà thu thập dữ liệu thì tụi em chỉ có thu thập được 85 ca ngoại viện thôi, cho nên là cái kết quả nó không có được là như ý, nó không có được chính xác. Thời gian xảy ra ngưng tim khai thác từ bệnh nhân thì có thể nó cũng không được chính xác cho lắm, nó cũng mang tính chủ quan. Với đa số là bệnh nhân không được CPR trước khi vào viện, cho nên cái chuyện mà có cái yếu tố là người chứng kiến hay không thì nó cũng không có ý nghĩa nhiều so với là các nghiên cứu ở bên nước ngoài. Và bài của em đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn phần báo cáo của bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.